Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo một vòng Cần Thơ nha. Bây giờ thì mình đang ở trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ khu dân cư Metro quẹo lên đường Nguyễn Văn Linh nè. Đây mình đang qua đường nha. Đường xá Việt Nam thì các bạn cũng biết rồi đó, rất là nhiều xe nhỏ luôn, cho nên mình chạy chậm chậm. Với lại mình cũng muốn chạy chậm chậm để cho những ai ở xa quê, xa Cần Thơ có thể nhìn thấy Cần Thơ thông qua ống kính của mình nữa. Đường Nguyễn Văn Linh ngày hôm nay thì có vẻ hơi vắng hơn mọi ngày một chút. Thường ngày là hay bị kẹt xe, với lại hồi trước cách đây mấy năm lúc mà chưa làm đường nâng cấp lên đó mọi người, thì đường rất là gồ ghề, mình chạy cũng ấy mà bến xe vẫn còn ở đây á, nên lúc đó là kẹt xe suốt thôi. Rồi thêm cái khác nữa đó là cái đèn tín hiệu giao thông, đèn xanh đèn đỏ cũng khác ngày xưa. Ngày xưa thì có đèn xanh đèn đỏ thôi, còn bây giờ thì có phân làn ra, rất là dễ chạy luôn. Mà ai muốn quẹo trái thì đậu bên trái, ai đi thẳng thì đậu ở giữa. Như vậy thì khi mà mình đậu xe lại rồi mình chạy nó rất là dễ, khó, không có bị kẹt xe nhiều. Và thậm chí là cái đèn ở bên trái nó sẽ tới trước để mình chạy qua lộ trước nè. Đó mọi người thấy không? Rất là dễ luôn. Cần Thơ của chúng ta thì ngày càng thay đổi đúng không mọi người? Càng ngày càng trở nên hiện đại hơn, đẹp hơn. Bây giờ thì mình đã quẹo qua đường 3 tháng 2. Những cái hàng cao rất là quen thuộc. Suốt 4 năm đại học thì mình đã đi trên con đường 3 tháng 2 này. Ngày nào cũng đi, sáng, chiều, có khi là tối. Thời sinh viên thì mình ở trên đường 3 tháng 2 này. Và ngày nào thì mình cũng đi trên con đường này hết. Buổi sáng, buổi trưa thì mình học có tiết ở trên trường nè. Buổi tối á, thì có nhiều khi học tiếng Anh hoặc là nhiều khi học tin học ở trong khu 2 Đại học Cần Thơ. Chứ lúc đó thì mình chưa có học qua bên ở bên đường 30 tháng 4 như bây giờ các bạn hay đi học. Đường 3 tháng 2 nó nằm song song với lại đường 30 tháng 4. Thì đường này rất là dài luôn, kéo dài từ ở trên khu 2 Đại học Cần Thơ mà dài xuống dưới cầu Đầu Sáu luôn á. Hôm trước mình đi trên đường Đại lộ Hòa Bình để quay cho mọi người xem cảnh đèn đường vào sát cận dịp Noel, Giáng sinh á, thì rất là lung linh đúng không? Đó, thì đường Đại lộ Hòa Bình nó nằm chung kéo dài với lại đường 30 tháng 4, và đường 30 tháng 4 thì nó song song với lại đường 3 tháng 2. Và nghe giống như là hình học đúng không mọi người? Cảm giác giống như mình đang học hình học vậy đó. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Đường ở Cần Thơ rất là dễ đi luôn, cũng dễ để lại rất là nhiều kỷ niệm cho những ai đã từng đi trên con đường này rất nhiều lần như là mình vậy đó. Trong tâm trí của mình thì đường 3 tháng 2 đó nó đẹp, nó không có nhiều địa điểm vui chơi, không có những cái gì đặc sắc nhiều như những con đường khác, không lung linh như Đại lộ Hòa Bình, hay là không có nhiều thức ăn như là Đề Thám, rồi cũng không có được trang trí nhiều lộng lẫy như là ở đường Nguyễn Việt Hồng, hoặc là không có nhiều quần áo, hàng hóa như đường Mậu Thân. Nhưng mà đường 3 tháng 2 nó đã gắn bó với mình trong rất là nhiều năm. Mình đi trên con đường đó ngày nào cũng đi hết. Cho nên là những ai mà đã từng gắn bó với Đại học Cần Thơ, đã từng ở Cần Thơ thì sẽ cảm giác giống như mình. Những kỷ niệm, những cảm xúc nó sẽ ùa về khi mà nhìn thấy cái con đường này. Có đúng không mọi người? Mọi người có thể cho mình biết ở phần bình luận bên dưới cảm nghĩ của mọi người về video này của mình, về những cảm xúc mà mình chia sẻ trong video. Nhớ nha mọi người. Nói liên thuyên nãy giờ mình chạy thẳng hoài luôn. Bây giờ thì đã tới Đại học Cần Thơ rồi nè. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta đi trên đường này thôi, mình không có quẹo vô. Tại vì giờ này mình sợ quẹo vô đó thì nó sẽ bị kẹt xe mọi người. Trong đó thì giờ này đã sinh viên tan trường ra cũng đông lắm á. Đi ngang mà nhớ trường Đại học Cần Thơ ghê luôn á. Bị đuổi khỏi trường cũng mấy năm rồi, làm lễ tốt nghiệp cũng mấy năm rồi. Nhớ Đại học Cần Thơ lắm luôn. Hôm nào chắc mình sẽ rủ bạn học cũ của mình vô đó làm một video á.
Chúng ta sắp sửa đi ngang ngã tư Mậu Thân vào 3 tháng 2, thì qua đèn xanh đèn đỏ này, lên trên nữa sẽ là đường Trần Hưng Đạo. Cái đường nằm ngang thì là đường Mậu Thân. Mậu Thân phía bên tay phải á, thì có bán rất là nhiều quần áo luôn. Còn bên tay trái thì cũng bán quần áo, nhưng mà thêm những cái cửa hàng thức ăn á, nó không có đặc thù là quần áo nhiều như đường Mậu Thân phía bên tay phải. Bây giờ thì chúng ta đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo. Con đường này thì nó khá là hẹp, nhưng mà cũng là một trong những cái đường đông đúc dân cư và xe rất là đông, vào nhất là buổi chiều tan tầm, hay là những cái khi mà trung tâm ngoại ngữ hay trung tâm dạy học ở trên đường này nó tan học á. Phía bên tay trái của mình đó là bệnh viện Nhi Đồng cũ. Bây giờ thì bệnh viện Nhi Đồng này đã dời xuống đường Nguyễn Văn Cừ, nối dài tích ở dưới cái chỗ mà hôm trước mình có đi quay ở gần Phong Điền đó, thì mình có chạy ngang đó mọi người. Chúng ta đang đi trên đường Trần Hưng Đạo, một cái con đường rất là đông đúc. Đặc biệt là trước khi bệnh viện Nhi Đồng á dời xuống dưới kia là thường xuyên kẹt xe luôn. Wow, chủ đề hôm nay mình nói đâu phải kẹt xe đâu, sao mình đi đường nào mình cũng nói bị kẹt xe hết trơn á. Nhưng mà thực ra bây giờ những cái vấn đề nó đã giải quyết hết rồi, cho nên là nãy giờ mọi người thấy mình đi đâu có bị kẹt xe gì đâu ha. Sắp sửa tới trước mặt chúng ta là một cái đèn xanh đèn đỏ, thì mình chạy qua đèn xanh đèn đỏ này, phía bên tay phải là đường Lý Tự Trọng, và thẳng lên trên nữa một chút xíu nữa mình qua một cây cầu, đó là cầu Nhĩ Kiều. Rồi qua cầu Nhĩ Kiều thì chúng ta sẽ đi lên tới đường Hùng Vương nha. Chúng ta cứ chạy thẳng thôi. Wow, trời mưa rồi mọi người ơi. Chiều hôm nay nhìn có vẻ u ám, lúc nãy mình mới đi ra thì trời còn nắng nha, nhưng mà bây giờ thì lại có vẻ u ám và có mưa rồi nè. Dự định đi quay cho mọi người xem mà tự nhiên trời mưa, cũng giống y chang như cái đêm Giáng sinh á. Đi quay mà chạy hỏi tự nhiên trời mưa luôn. Đâu có cản ông trời được. Không mưa thì mưa, mình quay thì quay. Nhưng mà thật sự là nhìn thấy đêm đó mưa nhưng mà cảm thấy rất là lung linh. Đèn đẹp và mưa làm cho mặt đường nó rất là bóng đẹp. Ánh sáng chiếu xuống đó đó, nhìn còn lung linh hơn nữa. Bây giờ thì mình đang chạy lên trên cầu Nhĩ Kiều. Cái cầu cũng quen thuộc với những ai ở Cần Thơ qua bao nhiêu năm. Nó vẫn là cầu Nhĩ Kiều, vẫn yên mình đứng đó nhìn những dòng xe chạy qua. Nãy giờ lo quay video mà năm mới mình quên chúc mọi người nữa. Chúc mọi người, những ai đang xem video và những ai chưa xem video, cũng sẽ có một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, thật là nhiều thành công và dồi dào sức khỏe. Bên cạnh đó là sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và người thân, bạn bè. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Hy vọng chúng ta sẽ có một năm 2021 thật tươi sáng, tốt đẹp và thật là nhiều niềm vui luôn. Và bây giờ thì video của mình cũng khá là dài rồi, nhưng mà trời lại mưa nữa, mình muốn quay tiếp cũng không được. Cho nên là xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip lần sau. Hẹn mọi người đi giáp Cần Thơ luôn nha. Chúc mọi người thật là nhiều niềm vui khi xem video. Và hãy nhớ bấm nút like, share và đăng ký kênh, subscribe, rung chuông để ủng hộ gia đình vui vẻ của Tâm Tâm nha. Bye bye!